Anh ơi, em đứng từ trên cao ạ. Em quay để cho anh nhìn thấy cái tổng thể trước. Sau đấy thì em sẽ đi xuống vườn. Nói chung vườn nhà em nhiều như này, chọn cho anh một cặp mà đẹp nhất vườn thì chả có cái gì là khó cả. Nên là em sẽ xuống em chọn hai cây thật đẹp. Sau đấy thì em quay em chụp cái hình cái cây cụ thể cho. Đấy, anh nhìn thấy tổng thể của nó nhá. Cái yêu cầu của anh là thoát thân, gốc nguyên bản. Hai nữa là anh thích cái hình chóp, hình kiểu dạng như cây thông, tán chóp, chuẩn theo đúng yêu cầu luôn. Thứ nhất khẳng định luôn luôn là cái cây hồng này là hồng cổ Sapa và là gốc nguyên bản nha anh nhá, chứ không phải là cây ghép ạ. Hai nữa là chiều cao ở đây thì chắc nó tầm 2 mét, hơn 2 mét. Cái này nhà em vừa mới cắt tỉa để cho một đợt dăm mới ạ, hoa mùa hè. Rồi bây giờ thì em quay chi tiết nhá, em chọn cây rồi em quay chi tiết cái cây cho. Em tỉa một vòng rồi, bây giờ em ra được hai cây. Thứ nhất bây giờ như này này, là đầu tiên là phải chọn là gốc thoát thẳng, thật thẳng và thật dài nhất có thể. Nếu mà nói về tiêu chí dài thì sẽ có một số cái cây dài hơn, ví dụ như cái cây này ạ, nó sẽ dài hơn một chút xíu thôi. Đây, nhưng mà sao? Cái gốc của nó rất là, nó là bé hơn nhiều, bé hơn nhiều so với hai cái cây mà em chọn đây. Thứ hai là nó cong ạ, anh nhìn nó cong. Cây này được cái thẳng, thẳng nhưng mà bé tí. Còn đây ạ, đây cái gốc mà em chọn cho anh ấy, nó phải to gần như gấp rưỡi luôn so với cái gốc này. Đấy. Với cái thứ ba nữa là sẽ ưu tiên là nó phải tán rộng to. Thì anh thấy cái này ấy, là nó gốc như này nhưng tán nó không rộng to, cành và lá nó không gọi là già dặn. Hai cái cây vào mắt em đây là hai cây này, nó có mỗi một cái điểm trừ của hai cái cây này thôi. Thứ nhất là nếu mà nói về gốc to thì không có thằng nào ở đây to hơn hai cái gốc này rồi. Đấy là khẳng định luôn. Cái thứ hai nói về thẳng, anh nhìn thấy này, bằng mắt thường anh thấy nó thẳng tắp luôn, chứ nó không kiểu cong keo lẹo xẹo như là mấy cái gốc này. Đấy. Nhưng về điểm thứ ba đẹp nữa là anh thấy này, cái tán cành ở cái từ gốc nó lên nó rất là khỏe và nó nhiều cành răm ra xung quanh. Cành nó khỏe thể hiện là cây cành khỏe mập và cái nó có sức sống. Đấy, chứ nó không không kiểu dạng như là yếu và bé như là cái cây này. Đấy, điểm trừ duy nhất của hai cái cây này là nó không quá cao. Ví dụ như anh nhìn thấy ở đây ấy, cái cây này chiều cao để em đo nhá, để em đo xem là bao nhiêu. Chiều cao của cái cây này ạ, từ mặt bầu ạ, mặt đất ở trên bầu ạ, mặt bầu nhá anh nhá, chứ không phải là ở dưới đít bầu đâu nhá, lên trên đến ngọn là nó là 1,5 mét. So với các cái cây cao dài khác, ví dụ như là cái cây kia, thì nó có một cái cành hồng hồng ngóc trên ngọn kia này, cái cành mầm đấy nó 30 phân rồi. Thì nó sẽ nâng cái tổng chiều cao của cái cây này nó lên khoảng tầm 1,8 mét, 2 mét. Vì là do là nó có mấy cái cành hồng hồng lộc nó mới bật 20-30 phân kia. Thế nhưng mà cái đấy là cái vấn đề đấy nó không mấu chốt anh ạ. Bởi vì là vừa nhà em vừa mới cắt tỉa như này, trước khi cắt tỉa thì nó chắc chắn là nó cao hơn 2 mét. Nhưng bây giờ cắt ngắn cành hết đã đi để cho nó tán nó thì nó chỉ còn cao khoảng 1,5 mét, 1,6 mét thôi ạ. Nhưng mà những cái cành lộc này nó lên, nó vươn lên 30 phân là cái vấn đề rất là bình thường. Đấy, nên là chọn bây giờ nếu mà anh ok thì ship đúng cho anh hai cái cây em chọn đấy nhá. Cảm ơn anh ạ. Cái cây này thoát được tầm 60 nhá. 60 cm ạ. Cây bên này thì cũng tầm như thế ạ. Tầm 60 ở đây thì đến lên chỗ đằng này nó tầm 5-6 hoặc 5-7 cm. Thì các cái cọc cố định này này nó quấn vào đây cho nên luồn cái thước dây vào để đo cái vanh thì hơi khó, nên là em để cái thước ở đây thôi. Nó tầm gần 4 hơn 3. Đấy, gần đường kính gốc gần 4 cm. Đây, đường kính gốc đây, 3 đến 4, tầm như thế anh ạ. Đấy là gốc to nhất rồi đấy. Anh nhìn cái gốc như này nó còn bé hơn nhiều đây này.
Đấy, cốc này nó chỉ được 2 đến 3 thôi. Ok nhá. Em sẽ chụp cái hình riêng lẻ, riêng rẽ từng cây và hai cây trong cùng một khuôn hình gửi anh. Cảm ơn anh ạ. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua các cái chậu hồng cổ Sapa, cây thoát thân, thân chi gốc nguyên bản rất đẹp như này, thì vui lòng alo ạ, một trong các số điện thoại trên màn hình nhé bạn nhá.